Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 214 thì sẽ có tất cả là 15 mấy con máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì sẽ có những cái con máy có size từ 1.000 đến 6.000. Và ngày hôm nay thì sẽ có cả những con máy có dòng carbon và những con máy dòng kim loại nha mọi người. Và giá báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có nè. Thì con máy số 1 ở đây em có, đây là một con máy của Ryobi. Con máy này thì có cái màu sơn là màu xanh nước biển như thế này. Đó, ngoại hình bên ngoài thì những cái vị trí, một vài vị trí nó bị bong tróc những cái vết nhỏ nhỏ như thế này ạ. Đây. Nhưng mà những cái vị trí khác thì cái màu sơn của máy vẫn còn khá là chắc nha. Đổi được tay quay trái phải, máy này là toàn bộ bằng kim loại kìa. Máy full kim loại, cối thân tay quay đều là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải nha. Thì size thật của máy này, con máy này á, thì cái tem của máy này nó cối nó dán hơi bị ngược. Tem là tem này là tem của máy luôn nha. Tem dán rin của máy này. Nhưng mà máy này cối. Đây Carito là 4.8 nè. Cước số 3 vào được 120m thì máy này tầm size khoảng là 2.500 nha mọi người. Nhưng mà cái dòng này máy này có vẻ form máy hơi nhỏ. Ngoại hình máy này chung là nó trầy xước vài vị trí nhỏ chấm chấm thế này thôi. Tay quay thế này, tay quay của máy nhìn cũng khá là đẹp. Kiểu tay quay khá lạ. Nắm tay quay thế này, đổi được tay quay trái phải. Size thật của máy là size 2.500. Mô bên sóng lưỡi gào của máy vẫn còn. Khuyên đeo dây của máy đây, khá là sáng nha. Gạt cước rồi, hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải nha. Máy thì quay rất là nhẹ. Những dòng này chúng ta câu lua rê khá là ok, hoặc là câu ISO. Những máy size nhỏ thế này. Và máy thì này là của Nhật nha, máy của Nhật nha mọi người. Máy số 1 có giá là 300.000. Máy này nặng là 280 gram nhé. Tiếp đến máy số 2. Đây ạ, là một con máy Ruby. Dòng Ruby Sinus cối bằng inox thế này. Máy này ngoại hình rất là đẹp nha. Máy cối bằng inox thân và tay quay bằng kim loại nhé. Đổi được tay quay trái phải. Em nhầm ạ, máy này cối là bằng kim loại, máy cối bằng inox này, thẳng vào tay quay bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình khá là đẹp nha. Đây. Máy này độ mới tầm 85%, 85-90% luôn nha mọi người, bởi vì nó rất là mới, chỉ rất là xước nhẹ cho nên như thế này thôi ạ. À, xước không đáng kể, nó cần nhẹ thôi chứ không có trầy xước gì cả. Đây, những cái tay quay nó cần. Máy này độ mới 85% nha. Cối thì khá là đẹp này. Cố không có trời xước gì. Và size thật của máy này tầm size khoảng là 1.500. Size 1.000 đây. Cước số 3 vào được 65m, tầm size khoảng 1.000 nha mọi người. Khuyên nâu dâu của máy này khá là sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổ được tay quay trái phải. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá nhẹ vậy em. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 2 có giá là 450.000. Máy số 2 này nặng là 290 gram ạ. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 ở đây em có con máy của Shimano, dòng Shimano Holiday Spin 2.000. Máy này thì cối và thân là bằng carbon, tay quay bằng kim loại nhé, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đây có những cái vết xước nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà cối của máy thì khá là sáng. Có những vết trầy xước nhỏ như thế này. Xa thật của máy là 2.000. Mô bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Khuyên đeo dây của máy đây. Rất là ok nha. Gạt cước hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải ạ. Máy xa thật của máy là 2.000. Ngoại hình đây ạ. Tay quay của máy thì khá là sáng nè. Và hoạt động của máy đây. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy quay rất là êm. Và máy này nặng là 275 gram ạ. Và máy này là của Singapore xuất Nhật, máy số 3 có giá là 270.000. Tiếp đến máy số 4. Máy số 4 thì ở đây em có con máy của Daiwa. Dòng Daiwa Regen S. Tên của máy Daiwa Regen S 2500B. Máy này thì toàn bộ bằng carbon cả. Ngoại hình của máy này, ngoại hình máy này có bị bong tróc nha mọi người. Đây nó bong tróc phần đuôi máy này. À, viền của cái thân máy thế này đây. Nhưng là em là view cái máy này rất là kỹ, rất là chi tiết, những cái máy này rất là chi tiết nha. Đây bao ông rất có phần trong bát này.
cối thì khá là ok. Máy này toàn thân bằng carbon, cối thì khá là ok. Chỉ cái thân máy này bị bong tróc với nước sơn. Đôi máy này, máy này có khóa mô bin bằng số này, mô bin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Sai thật của máy ạ, thì máy này cước số 3 vào được 150m thì máy này sai 3.000. Gà cước hoạt động tốt, mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên nâu dây của máy đây rất là ok nhé. Đổ được tay quay trái phải và hoạt động của máy này. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Máy này thì có cái phần thân nó bị bong tróc cái nước sơn thôi, một vài vị trí chứ còn mọi thứ khác là ok. Và dòng này là của máy Nhật. Đây, máy này của Nhật nha. Và máy số 4 này có giá là 320.000. Máy này nặng là 300g ạ. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 thì đây em có con máy của Diamond. Máy này có Rito là 5.2 này. Máy này toàn thân bằng kim loại, chạy bằng hai bạc đạn. Ngoại hình của máy đây ạ, nói chung là trên cối nó có những cái vết xước nhỏ thôi nè. Cước số 3 vào được 160m thì máy này tầm xa khoảng 3.000. Đuôi máy có bị xước cái này nha. Tay quay này, máy này dòng này chúng ta đổi được tay quay cả nhá. Nhưng mà chúng ta muốn đổi tay quay thì chúng ta sử dụng cái nút nằm ở bên trong, cái ốc nằm bên trong cái vị trí này nha. Đây, thì chúng ta sẽ thay cái nút này bằng cái nút chốt này dành cho tay bên phải. Cái chốt này dành cho tay bên trái, còn cái chốt bên trong là dành cho tay bên phải nha mọi người. Thì cái này thì để tiện em đã để luôn tay bên trái luôn, cho khách chúng ta thuận tay trái chúng ta vào khỏi phải thay. Và có cốt trợ lực bên trong nhé. Cái này là cốt trợ lực, nó sẽ gắn trên cối. Đây, mở cối bằng cách nhấn nút. Còn này có cối ok nhé. Còn muốn mọi người muốn xem cốt trợ lực thì người ta mở bằng cách này. Đây, cốt trợ lực của máy này. Máy này dòng này có cốt trợ lực khá là lớn nhé. Đây, mở cối như thế này thì sẽ thấy được cốt trợ lực. Khoen đầu dây của máy này khá là ok. Và khoen này là dòng này là khoen này, khoen này khá là sáng nhé. Gạt cước hoạt động tốt. Và mà hoạt động của máy này, máy thì quay rất là nhẹ nha. Máy này thì có bị xào cối nhẹ thôi, tiếng xào không lớn lắm. Tại vì em quay tay trái nó không thuận lắm, nó cảm giác nó không được mượt mà lắm nhé. Bởi vì em không có thuận tay trái nè. Chốt chặn nè, hoạt động tốt nhé. Và máy này là của Nhật, máy số 5 này có giá là 350.000. Máy này nặng là 300g luôn ạ. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 thì ở đây em có con máy của Shimano Alivio. Máy này thì toàn thân bằng carbon nhé, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy đây, máy này ngoại hình cũng có bị trầy xước nhé mọi người. Đây, nó trầy xước như này. Cái phần tay quay gạt cước thì nó bị oxy hóa nhẹ như này nhé. Đây ạ, bị trầy xước trên thân máy. Toàn bộ bằng carbon, đổi được tay quay trái phải, bị trầy xước như này. Cối thì cũng có những cái vết xước nhẹ nữa nè. Sai thật của máy thì máy này cước số 3 vào được 150m thì cũng sai 3.000. Mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên đôi dây của máy đây nhé. Nó bị dính bẩn nha mọi người. Dính bẩn, em cậy nó ra được nè. Nó dính bẩn. Gạt cước hoạt động tốt. Mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Đổ được tay quay trái phải ạ. Máy quay rất là nhẹ nha. Xa thật của máy là 3.000. Máy này cái vị như cái chốt chặn này. Chốt chặn nó bị lỗi rồi nha mọi người. Đau chỉ quay được chế độ tới thôi, nó không quay được chế độ lui. Chốt chặn này bị lỗi rồi. Và máy này nặng là 300g ạ. Và máy này là của Malaysia xuất Nhật, máy số 6 có giá là 270.000. Tiếp đến máy số 7. Ở đây ạ, máy số 7 thì em có một con máy GS Daiwa GS700. Và hôm nay thì em cũng có một cặp thế này, Daiwa GS700 và Daiwa GS900. Thì hai máy có ngoại hình lớn nhỏ như thế này nha. Ở đây thì con máy số 7 trước ạ. Máy số 7 thì ngoại hình khá là đẹp, máy này ngoại hình rất là đẹp nha, không có trầy xước gì đáng kể cả. Máy này độ mới cũng khoảng 80% thôi, nhìn rất là sáng bóng, cối khá là sáng bóng. Dòng GS là cái dòng này hoạt động khá là ok, và ngoại hình máy cũng rất là đẹp, cối này, cối được chạm các kho van như này nha. Tay quay của máy này
Dòng này thì nó chỉ sâu dòng SS thôi nha mọi người. Khuyên lâu dây của máy khá sáng nha. Gạt cước hoạt động tốt. Và máy này size nhỏ thôi, máy này size tầm size khoảng là 2000 mô pin sóng, lưỡi gà vẫn còn, cước số 3 vào được 110 m thì tầm size khoảng 2000 nha mọi người. Đây. Lưng máy có bị trời sức nhẹ như này thôi chứ không đáng kể, nhìn máy rất là sáng, máy size nhỏ thôi, đổ được tay quay trái phải, mô pin sóng này. Khuyên lâu dây của máy khá sáng, gạt cước hoạt động tốt. Và hoạt động cũng vậy, máy này quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Dòng GS mà máy ngoại hình khá là ok. Và máy này nặng là 270g ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 7 này có giá là 360.000. Tiếp đó là máy số 8 ạ. Máy số 8 thì em có con máy đã qua GS như lúc nãy em đã giới thiệu nha mọi người. Thì con máy này ngoại hình bên thân bên ngoài thì cũng khá là sáng, khá là ok. Nhưng mà cái tem của máy này thì nó không được sáng bóng giống như con máy số 7 một tí thôi. Cái tem nó bị phai cái màu trắng. Còn cối của máy là khá là đẹp nha. Máy này quá khá là đẹp ạ. Cước số 4 vào được 190m thì máy tầm xa khoảng 4000 nha mọi người. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Và máy này thì có cốt trợ lực bên trong. Máy size nhỏ thôi nhưng mà có cốt trợ lực. Size tầm 4000. Và dòng GS nữa. Thì cái dòng này xài rất là ok nha, quay rất là mượt. Và ngoại hình của máy cũng khá là đẹp, cối rất là sáng này. Cối được chạm khắc hoa văn. Và còn khuyên nêu dây của máy đây, rất là sáng, gạt xếp, hoạt động tốt. Cái tay quay của máy này cũng rất là đẹp nha. Đây. Còn cái thân của máy đây không có tài xuất gì đáng kể cả, đổ được tay quay trái phải nha mọi người. Hoạt động của máy này, đây, máy nó bị cả cái tem này nữa nha, tem dính nữa. Quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn, hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 8 này có giá là 500.000. Máy này nặng là 400g ạ. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 thì em có con máy cũng có ngoại size tầm khoảng là 4000 như thế thôi. Nhưng mà máy này ngoại hình cũng tương cũng nhìn na ná nhé. Máy này là dòng Daiwa Spotlight XT900X ạ. Toàn con máy này có cũng khá là sáng nè. Tem của máy cũng còn vẫn còn khá là sáng. Đây. Size thật của máy cũng tầm khoảng 4000, cước số 4 vào được 190m, cối máy rất là đẹp. Cối này là dòng cối này nó chạm các hoa văn nha mọi người. Tay quay của máy như thế này. Size của máy 4000, mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn nè, gạt cước nè. Hoạt động tốt. Khuyên của máy đây ạ. Khá là sáng nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Và hoạt động của máy đây. Đấy, máy cũng rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này cũng của Nhật, máy số 9 có giá là 450.000. Máy này nặng là tầm 400g ạ. Tiếp đến nữa máy số 10. Máy số 10 thì ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa ACE01. Máy này cối bằng carbon nhé, thân và tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Khuyên đôi dây của máy đây nha. Đó là ok, gạt cước nè. Size của máy này cũng tầm khoảng 4000 nha mọi người, mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Ngoại hình của máy này thì một vài vị trí nó xước nhẹ như này thôi. Cối carbon nha. Hoạt động của máy này, máy này quay rất là nhẹ. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này nặng là 350g ạ. Và dòng máy này là hàng nội địa Nhật, máy số 10 có giá là 280.000. Máy này người ta quay cũng khá là sáng đẹp nha mọi người. Tiếp đến máy số 11. Máy 11 đây em có là một con máy Daiwa Sprinter XT1000DX ạ. Máy này ngoại hình của máy cũng khá là sáng nè. Cối rất là đẹp nha, cối trài sức, những cái vết sức nhẹ nhẹ như này thôi. Thân máy cũng vậy, thân máy nước sơn của máy rất là nhìn rất là chắc và sáng. Tay quay cũng vậy. Máy này độ mới cũng tầm khoảng 75-80% nha mọi người, tầm 80% được. Cước số 5 vào được 180m thì máy này tầm xa khoảng 5.500. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Khuyên đôi dây của máy này khá là sáng nha.